Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một video có tên là Chia thừa kế làm sao cho đúng. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thực tiễn hành nghề, tôi tưởng rằng những cái quy định đơn giản nhất mà hóa ra một số người vẫn chưa hiểu được thế nào là chia thừa kế. Để khi chưa hiểu được thì mình sẽ không biết như thế nào để mình tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Thì hôm nay thông qua một cái trường hợp tư vấn tại văn phòng, dĩ nhiên là tôi sẽ mã hóa toàn bộ thông tin này để đưa đến quý vị và các bạn. Mong rằng thông qua cái video này, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn thế nào là chia thừa kế cho đúng. Thưa quý vị và các bạn, cái vị khách hàng của tôi đến văn phòng và bà bảo như thế này quý vị. Bà bảo rằng là bà là con trong một gia đình, thì bà là con gái, trong đó có toàn bộ là mấy anh em trai. Và khi ba mất, mẹ mất thì bà tiếp tục quản lý sử dụng cái tài sản này. Tuy nhiên là mấy anh trai nói rằng là con gái là con người ta, cho nên mấy anh trai là hợp lại và không đồng ý cho bà ở căn nhà này nữa, và bà phải đi thuê nhà khác. Trong trường hợp này thì bà bảo rằng di sản vẫn còn tên của mẹ bà. Ba bà chết trước và sau đó một năm sau thì mẹ bà cũng chết. Thì một người anh của bà giữ cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mình gọi nôm na là sổ đỏ đó. Thì sau vài năm sau thì bà bị buộc phải đi ra khỏi nhà. Thì bà kể cho tôi nghe rằng nhà thì là có bốn người con, gồm có ba anh trai và bà thứ út. Thì sau khi mà bà đi như vậy rồi thì vài năm sau, cái người, một trong người anh cả đó, họ bảo rằng là bây giờ là kêu bà ký tên trong một cái văn bản khai nhận di sản thừa kế. Tôi sẽ giải thích thế nào là văn bản khai nhận di sản thừa kế. Nếu như trong trường hợp mà di sản này khi mà ba mẹ mất mà các anh chị em đều đồng ý và làm một cái thủ tục hoàn tất về mặt giấy tờ thì gọi là cái văn bản đó gọi là cái văn bản khai nhận di sản thừa kế. Thì trong cái lúc mà bà bổ sung những cái giấy tờ cần thiết như là giấy khai sinh nè, chứng minh nhân dân, hộ khẩu để chứng tỏ bà là con của ba mẹ bà, cũng như ba anh chị em còn lại cũng phải bổ sung chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh để chứng tỏ họ là hàng thừa kế thứ nhất. Thì họ nói với bà rằng là bây giờ tài sản tổng giá trị thì là 700 triệu, ba người ăn mỗi người được 2 phần, vì họ dành một cái mỗi người nhận một cúng dỗ, còn riêng bà thì nhận 1 phần. Như vậy thì bà có nói nôm na là hiện tại là di sản của ba và mẹ bà để lại tính đến thời điểm hiện tại bà ra văn phòng tôi là 700 triệu. Tuy nhiên rằng là ba người ăn này họ yêu cầu là được nhận cái phần hơn, là mỗi người 200 triệu, còn riêng bà là 100 triệu. Họ viện dẫn là bà là con gái cho nên bà không có quá trình cúng dỗ, cho nên bà sẽ nhận được cái phần ít hơn. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong trường hợp này tôi đưa cho bà rằng cái cơ sở pháp lý rằng nếu tài sản tổng giá trị tài sản của ba và mẹ mất khi không có ba mẹ và mẹ không lập di chúc thì tài sản sẽ được chia theo pháp luật. Mà chia theo pháp luật trong trường hợp này có thể chia như sau. Thứ nhất là tổng giá trị là 700 triệu chia làm tư, và mỗi người được 1/4 của 700 triệu này. Và nếu như trong trường hợp các bên thỏa thuận chia ra dành một cái suất thừa kế để dành vào hương quả, thì mỗi một người, nếu như trong trường hợp ai nhận cái
cái phần này thì họ phải có nghĩa vụ hương khói ông bà cha mẹ, thì đó cũng là cái quy định mà hợp theo quy định của pháp luật. Thì sau khi mà tư vấn thì bà mới ngộ ra được một vấn đề, bà mới cập nhật thêm một vấn đề, và đồng thời tôi cũng đưa cho bà luôn cả kiến thức pháp luật trong trường hợp di sản ba và mẹ để lại không có di chúc, thì các anh chị em có ba cách để mà nhận cái di sản này. Có điều thứ nhất đó là không nhận di sản, mình cảm thấy rằng cái tài sản nó nhỏ, nó không muốn chia và để làm hương quả của ông bà, và mình không chia nó và mình từ chối nhận di sản. Thứ hai đó là chia theo thỏa thuận. Và tôi nói rằng trong trường hợp các anh chị em bà, các anh trai cũng như gia đình bà, nếu thỏa thuận tổng giá trị tài sản là 700 triệu đồng chia cho 4 người bằng cái hình thức thỏa thuận, người thứ nhất được 200 triệu, người thứ hai được 200 triệu, người thứ ba được 200 triệu và người thứ tư là 100 triệu, thì cũng nếu trong trường hợp bà nhận cái di sản mà không một cái sự vui vẻ thỏa thuận thì không có vấn đề gì hết quý vị và các bạn nha. Thực tiễn thì tôi có rất là nhiều trường hợp thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Ông bố mẹ mất đi thì nhà cũng có hai chị em, tôi nhớ nằm ở cái khu 300 gì đó. Khi mà bố mẹ mất thì không có di chúc, cho nên ở nhà thì chỉ có hai anh chị em. Thứ nhất là một cái căn nhà ở một cái quận trong thành phố, và thứ hai là một cái miếng đất ở ngoài Hà Nội. Thì hai chị em thống nhất rằng ai có hộ khẩu, ai sinh sống và làm việc thì được hưởng cái số tiền đó, và không có bù trừ lại cho nhau số tiền còn lại. Và tôi cho rằng đây là một cái tình thân rất là tuyệt vời của cái anh chị em này. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là nếu trong trường hợp cái vị khách hàng của tôi họ không đồng ý thì theo sự thỏa thuận thì họ có quyền khởi kiện đến tòa để yêu cầu hoặc thỏa thuận lại về suất thừa kế bằng 1/4 của di sản ba mẹ để lại, hoặc là khởi kiện tại tòa án, hoặc là thỏa thuận trong trường hợp thỏa thuận thành. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những ví dụ cụ thể qua cái thông điệp chương trình dân ta phải biết luật ta. Tôi nói rất chậm, tôi nói cho quý vị và các bạn hiểu được vấn đề và cách chia trong trường hợp này. Nếu trong trường hợp gia đình quý vị và các bạn có phát sinh những cái di sản nào đó mà không hiểu luật quy định trong trường hợp này sẽ như thế nào, thì xin liên hệ qua Facebook, qua Twitter, qua... Nếu quý vị và các bạn có phát sinh những trường hợp mà quý vị và các bạn cần tham khảo ý kiến luật sư thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong cái chương trình. Quý vị và các bạn cứ gửi cái thông điệp này qua cái địa chỉ Gmail, và chắc chắn thì sau khi tổng hợp lại thì tôi sẽ có một cái chương trình livestream trực tuyến vào thứ bảy đầu tháng cho quý vị và các bạn, để quý vị trả lời quý vị và các bạn thông qua cái câu hỏi quý vị và các bạn, không những cho quý vị và các bạn mà cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề chắc chắn có những cái sơ suất về phương tiện nghe nhìn, kính mong quý vị, quý thầy cô, quý đồng nghiệp có những cái phản hồi để những video lần sau của tôi được cải tiến, được tiến bộ, nâng cao cái chất lượng của video để tặng cho cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì xin quý vị hãy comment ở phía dưới đường link. Tôi xin trân trọng cảm ơn.